mến chào quý vị và các bạn quý vị và các bạn thân mến hôm nay chúng ta tìm hiểu về thành ngữ vuốt mặt phải nể mũi chuyện kể rằng ông giáo làng có hai cậu con trai bà giáo mất sớm một mình ông thức khuya dậy sớm một nắng hai sương làm lụng vất vả nuôi dạy hai con đến nơi đến chốn chỉ mong con mình bằng chúng bằng bạn vốn dòng nhà nho nên ông giáo không bao giờ thượng cẳng chân hạ cẳng tay hoặc quát mắng con cái ngược lại ông thích dùng ngôn ngữ dân gian từ tốn chỉ bảo khiến hai đứa con của ông thuộc lòng hàng trăm câu ca dao tục ngữ và thành ngữ. Thế nhưng cha mẹ sinh con trời sinh tính. Người con cả trăm học bao nhiêu thì đứa con thứ lười biếng bấy nhiêu. Điều làm ông giáo buồn nhất là người con thứ hay dùng tục ngữ và thành ngữ nhưng không bao giờ dùng đúng ý nghĩa của ông đã dạy một buổi sáng nọ người con thứ thức dậy mắt nhắm mắt mở rửa qua loa cái mặt rồi địch cắp sách đến trường ông giáo nhìn mặt thằng con lem luốc liền nói con rửa mặt gì mà nhanh như chuồn chuồn đạp nước vậy soi gương mà xem có phải cái mũi của con còn khô nguyên không nhưng cậu ta vừa chạy ra cổng vừa trả lời vuốt mặt phải nể mũi chứ phải không bố ông giáo ngán ngập lắc đầu quý vị và các bạn thân mến thành ngữ vuốt mặt phải nể mũi muốn nói về sự cả nể khi muốn nói gì hay làm gì với ai thì phải xem họ có thân thiết với một nhân vật quan trọng nào đó mà ý tứ đề phòng như vậy thành ngữ vuốt mặt phải nể mũi có nghĩa là không dám thẳng tay phê phán hoặc làm điều tệ hại với người nào đó vì còn nể mặt người khác có thế lực địa vị liên quan mật thiết với người ấy ví dụ cậu ấy là con của giám đốc nếu muốn làm việc ở đây thì anh cần phải học đạo lý vuốt mặt phải nể mũi hoặc anh đừng đấu đá với cậu ta nữa dù sao cậu ấy cũng là cháu của ông chủ tịch vuốt mặt phải nể mũi chứ hay cậu có biết đạo lý vuốt mặt phải nể mũi không dám xúc phạm đến người thân của tôi liệu hồn đấy quý vị và các bạn thân mến thành ngữ vuốt mặt phải nể mũi cũng có khi bị biến hóa thành câu vuốt mặt không nể mũi câu này có nghĩa là thẳng tay phê phán hoặc làm điều tệ hại với người nào đó mà không nể nang họ còn liên quan thân thiết với người khác có thế lực hay địa vị cần phải kính nể chẳng hạn anh ta khiển trách con ông giám đốc quá nặng thật là vuốt mặt không nể mũi quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa tìm hiểu thành ngữ vuốt mặt phải nể mũi tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về thành ngữ ra môn ra khoai mến chào tạm biệt quý vị và các bạn